Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái cách làm nước mắm chua ngọt của mình cho cả nhà. Thì thường ngày thì mình hay làm nước mắm chua ngọt là để ăn bánh tráng cuốn với bánh xèo. Cái này thì mình nhà mình làm sao ăn sao thì mình chia sẻ gì thôi, chứ không phải là mình xé tay gì hết nha cả nhà. Thì mời cả nhà xem cho vui. Bây giờ mình lọc tỏi để mình chuẩn bị làm nước chấm nước mắm chua ngọt nha cả nhà. Đây là nước mắm chua ngọt đó cả nhà, mình làm cái loại chanh mà chanh thơm á, nó ngon. Mà tại hồi sáng mình đi chợ thì không có loại chanh đó, cho nên mình làm chanh giấy. Thì cái nước mắm chua ngọt này thì mình cũng học từ mẹ mình á, thấy mẹ mình làm thường ngày mà làm chấm bánh xèo là chấm gỏi cuốn ăn thấy ngon, cho nên mình cũng bắt chước làm theo. Mình thấy ngon cho nên mình muốn chia sẻ cho cả nhà. Mình làm này là nước mắm mẹ mình nấu chứ không phải nước mắm chợ nghe cả nhà. Rồi bây giờ tỏi xong rồi, bây giờ mình rồi cái này mình ấy vô đây, mình chút nữa đặng mình đâm cái này để đây luôn. Còn cái này thì mình đây ạ, cái chanh. Phẩm gài mình không có ý tưởng gì để ra video hết. Cái mùi ớt nó nồng lên, mùi ớt nó cay, chắc cái ớt này cay lắm nè, cho nên là nồng lên dữ lắm luôn rồi nè. Cái này là mà có thêm ớt sừng nữa ha, một thêm ớt sừng đỏ đó, có cái màu đỏ đỏ, cái mình để vô nhiều cái nhìn cái nước mắm nó đẹp, nó vừa ngon mà nó vừa đẹp mắt nữa. Còn ớt này thì mình sợ cay quá cho nên mình không dám để nhiều, mình để chỉ có một trái bự thôi. Mớ thì mình làm còn một mớ thì mình đâm. Cái này thì mình muốn chia sẻ, thường ngày mình làm nước mắm ăn sao thì mình chia sẻ thôi nghe cả nhà. Rồi mình để này ở đây đi. Còn chanh thì mình chanh mình gọt sâu sâu đi, mình sợ mình gọt cạn quá là nó dính cái da ở ngoài á cả nhà, là nó sẽ bị đắng đó. Cho nên mình sẽ gọt sâu sâu vô. Mình muốn chắc ăn để mình rửa một cái đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho đường. Một muỗng đường. Đường 3 muỗng đường, mình cho 3 muỗng đường nghe cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đâm ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ đâm có đường vô, đâm nhẹ nhẹ để thôi nó văng. Nãy là mình để 3 muỗng đường nha cả nhà. Ngọt thì mình để ra đường nhiều gì nó mới ngon. Rồi
Nếu như mà mình á cả nhà, nếu như mà mình ăn gỏi cuốn nè, mình với ăn bánh xèo nè, mà cái chén nước nước chấm của mình không ngon cho nên là mình ăn nó cũng không có ngon cả nhà. Quan trọng là chén nước chấm đó cả nhà, ớt càng nhuyễn nó mới ngon. Nhiều thì nó ngon ha cả nhà, nhìn nó đẹp nó ngon mà sợ mà nhà có con nít đó thì nó ăn cay quá không được. Mình thì mình thích ăn cay, cay ngon. Rồi ớt đã nhuyễn rồi nè cả nhà. Cũng được rồi. Rồi. Rồi, ớt nhuyễn rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình để nước vô. Lúc nãy là mình cho 3 muỗng đường rồi phải không cả nhà? Bây giờ mình sẽ cho 6 muỗng nước. 1 2 3 4 5 6 6 muỗng nước. 6 muỗng nước. Mình quên một công đoạn nữa cả nhà ơi. 6 muỗng nước. Hồi nãy là đáng lẽ là mình đâm cái mình bỏ chanh vô. Rồi mình đâm luôn. Nhưng mà thôi bây giờ lỡ rồi. Mà khéo đừng có để cái hộp vô nghe cả nhà. Có hộp là nó đắng đó cả nhà. Mình gỡ ra từ từ gì nè. Làm chén nước chấm này xong cái thấy thèm gỏi cuốn. Có mấy cái hộp nè, lấy mấy cái hộp ra. Đáng lẽ lúc nãy á là mình thử cái này ra nè, thử mấy cái tép chanh này ra nè cả nhà. Cái mình để chung vô đường với ớt tỏi thì mình đâm luôn nè. Mở nãy mình quên. À, tại nãy mình quên đâm á cả nhà, cho nên bây giờ mình lấy ra đi. Lần đầu tiên hướng dẫn làm mà, cho nên mình hơi lộng cộng cả nhà ơi. Cả nhà xem thông cảm nghe cả nhà. Đó, mình quậy đến khi nào mà đường tan hết á cả nhà. Đường tan hết đi cái mình để nước mắm vô. Nước mắm vô xong rồi mình mới để tỏi với ớt thêm lên vô nghe cả nhà. Để vô như vậy á là cái ớt với lại cái tỏi nó mới nằm lên lớp trên nó mới đẹp. Chứ mà khi mà mình quậy mà đường á nó chưa tan ra hết đó cả nhà thì mình để tỏi với ớt vô là nó chìm xuống. Cái chén nước chấm nhìn nó không có đẹp. Mình quậy cũng sắp tan hết rồi nè. Mình nghe cái mùi cay á. Mà nước mắm chua ngọt rồi cay nữa nó mới ngon phải không cả nhà. Đó nè, đường tan hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ thêm nước mắm vô. Này là mình nước mắm nhà luôn, nước mắm mẹ mình nấu chứ không có mua nước mắm chợ. Nãy là 3 muỗng đường, 6 muỗng nước, bây giờ mình cho 3 muỗng nước mắm nha cả nhà. Nhà mình làm vậy đó là không có nêm nữa.
là mình thấy vừa ăn, hay là không biết do ý thích nhà mình sao mình cũng, nhưng mà mình thấy như vậy là nó ngon lắm rồi nè. Đó là tan hết thịt phải không? Rồi mình sẽ cho, rồi là nghe giờ tan đường ra hết rồi phải không? Giờ mình sẽ bỏ hành ô của tỏi với ớt vô nó lộn. À, trái nước mắm nữa cả nhà, trái nước mắm chua ngọt của em đã hoàn thành. Để mình nên thử một cái nha, tại vì em thấy thường ngày làm như vậy là vừa ăn luôn rồi đó, ngon lắm luôn cả nhà ơi. Thay vì người ta nặng chanh vô phải không, còn còn cái cách của mình làm á là mình không có nặng vô. Khi mà muốn nãy mà đáng lẽ muốn nãy mà mình đâm á, đâm cái mà mấy cái tép mà chanh này nè cả nhà, thì nó còn đẹp hơn nữa, mà nó ra cái nước chua á mà mình thấy gì cũng ngon rồi nè. Rồi chén nước mắm của em đã hoàn thành. Rồi chén nước mắm mình đã hoàn thành nha cả nhà. Mình thấy mình làm gì là cũng ngon lắm nè cả nhà. Hôm nào cả nhà có ăn gỏi cuốn hoặc bánh xèo á, cả nhà thử làm theo cách của mình xem sao nha cả nhà. Thì theo mình thì mình thấy là như vậy là ăn là nó ngon lắm rồi đó. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Xin chào cả nhà.